Chào các bạn quay trở lại với kênh Việt Thắng Mobile. Vâng, hôm nay là một video muộn của ngày mùng 6 tháng 9 thì bên mình sẽ vào review những chiếc máy đang có để cho các bạn cùng tham khảo. Thì trước mắt các bạn đây thì hôm nay có cả cái dòng LG Wing, thì hôm nay bên mình mới lại về thêm được một ít, hay là những chiếc Velvet, hay là những chiếc Samsung S8, S9 Plus hay Note 10, Note 10 Plus các bạn nhé. Đầu tiên để nói đến đó chính là một chiếc Samsung Galaxy S8. Đây là một cây bản Việt Nam, hàng 2 sim 2 sóng. Với ngoại hình của nó thì đây là một con máy là thiết kế rất là nhỏ gọn. Ngoại hình của nó thì xước sát nhiều nhá. Nói chung xung quanh viền xước sát nhiều, lưng thì tương đối đẹp. Lưng tương đối đẹp. Mặt trước cũng tương đối đẹp. Màn ám các bạn nhá. Đó, màn ám này. Đây vào đây để cảm ứng thì vẫn còn rất là nhạy các bạn nhá. Đấy, đây là màn ám này. Đó, màn ám và lưu ảnh nhá, đây có dấu cộng và cái hình ngôi nhà các kiểu này. Đấy, TikTok này, đây chắc là dân cày TikTok. Đấy, thấy chưa? Đấy, con S8 bản Việt này 2 sim 2 sóng các bạn nhé. Đấy, vẫn còn rất là mượt các bạn nhé. Dòng S8 này mượt, với RAM của nó là 4GB, bộ nhớ 64GB. Và bộ này nó là cái hàng dòng flagship của 4 năm về trước, cho nên những cái dòng này thì ít khi bị chậm hay là treo đơ. Đấy, các bạn mua những chiếc máy này thì vẫn còn ăn đứt những cái chiếc Samsung hàng A mà giá từ khoảng 3 triệu đến 5 triệu, mình nghĩ là không thể ăn được con này đâu. Thế là theo mình như thế, nó chỉ ăn được về pin thôi, chứ còn để về cấu hình thì chắc là sẽ không bằng con này. Con màn ám này bên mình đang bán cho bạn với giá của nó là 2 triệu các bạn nhé. Đấy, Samsung Galaxy S8 nhỏ giá 2 triệu. Đó, tặng các bạn một ốp lưng, một bộ sạc và một tai nghe các bạn nhé. Vẫn bảo hành 3 tháng đầy đủ cho các bạn và vẫn bao zin cho các bạn nhé. Tiếp theo đó là một chiếc Samsung Galaxy S9 Plus. Cái này thì nó là bản Hàn. Đấy, bản Hàn, máy zin đẹp. Đấy, máy zin đẹp. Đấy, viền đây nó chỉ xước phe phẩy nhẹ một chút ở dưới phần này thôi. Nhưng mà xước phe phẩy này thì rất là nhẹ rồi. Quá là nhẹ, bởi vì đây là những cái dòng máy cũng được 3 năm rồi. Màn hình của nó thì hoàn toàn trắng sáng, không ám, không ố, không lưu hình các bạn nhé. Đây các bạn nhìn này. Đấy, trắng sáng, không ám, không ố, không lưu hình. Và máy zin nguyên bản 100%. Thử test áp suất của nó xem còn không. Áp suất của nó còn nhưng mà vẫn là yếu các bạn nha. Nhưng mà thế này là thoải mái đi mưa đi gió rồi. Rơi xuống bát canh chậu nước các bạn có thể vớt ra ngay thì cũng không bị gì. Đây là một con bản 2 sim 2 sóng. Đấy, bản Hàn. RAM của nó là 6GB, bộ nhớ của nó là 256GB, bộ nhớ mắc dung lượng luôn các bạn nhá. Đấy, bộ nhớ này thì các bạn yên tâm, sử dụng thoải mái, vài năm chả hết dung lượng đâu các bạn ạ. Con này về tất cả các chức năng của nó thì các bạn có thể yên tâm, bởi vì đây là một trong số những dòng máy flagship. Đấy, màn hình lấy nét, camera lấy nét rất là nhanh nhá. Và quay rất là nét. Đấy, quay cực kỳ rõ nét luôn. Đó, mặt mũi này. Giá rẻ vẫn còn rất đẹp. Đấy, máy màu tím. Ngoại hình con này rơi vào tầm khoảng 97-98%. Bên mình đang bán ra cho các bạn với giá của nó là 4.100.000 các bạn nhé. 4.100.000. S9 Plus bản 256GB mắc dung lượng. Tặng các bạn một bộ sạc, một bộ tai nghe và một ốp lưng, bảo hành 3 tháng nữa, 1 đổi 1 cho các bạn. Tiếp theo nữa đây đến là một chiếc lâu lắm rồi bên mình mới lại có một cây máy hàng A, zin đẹp 98-99%. Đây chính là cây Note 10 Plus bản màu đa sắc. Đấy, màu đa sắc, ngoại hình của nó là hàng zin đẹp. Đấy, bút thì bên mình sẽ nắp vào khi gửi hàng cho các bạn. Và bên mình bán ra là sẽ không bảo hành bút. Khi các bạn nhận bút thì các bạn nhận hàng, các bạn kiểm tra bút cho mình nhé. Cái bút này thì về ví dụ như các bạn nào mà cập nhật phần mềm mà các bạn không rút bút ra thì rất là dễ gây bị chết bút. Và cái bút dòng Note 10, Note 10 Plus thì nó chết tương đối là nhiều, nhưng nó chỉ gọi là máy nó bị bút nó bị hết pin thôi, nó không chụp ảnh được từ xa thôi, chứ còn điều khiển với cả vẽ vời viết nó vẫn đầy đủ, vẫn bình thường nhé. Đấy, đây con này là đã lên 2 sim 2 sóng rồi, bản Hàn Quốc. Đây, màn hình của nó trắng sáng, không ám, không ố, không lưu hình nhá. Đấy, một chiếc hàng A zin đẹp luôn. Đấy, để thử áp suất của nó này. Ui, áp suất nhảy tưng tưng luôn các bạn ơi. Đây áp suất này. Ôi, áp suất nhảy tưng tưng luôn. Đấy, áp suất rất khỏe. Con này thì nó là bản Hàn 2 sim 2 sóng. RAM của nó là 12GB, bộ nhớ của nó là 256GB. Pin của nó thì là 4300 mAh. Nói chung thoải mái cho các bạn sử dụng một ngày dài.
Và màn hình của con này nó là màn hình Dynamic 2K cộng, đây là màn hình cao cấp nhất của Samsung. Nó độ rộng của nó là 6,8 inch. Đây là một con máy nói chung là vừa to vừa khỏe. Đấy, theo như mình nhận định con này là rất là đẹp. Và bên mình đang bán cho các bạn con máy này giá là 7 triệu 600 nghìn các bạn nhé. Còn một cây duy nhất bán 7 triệu 600 nghìn. Vẫn bảo hành 3 tháng và bao zin toàn bộ từ A đến Z cho các bạn nhé. Tặng ốp lưng, một bộ sạc và một miếng dán màn hình. Rồi, tiếp theo nữa sẽ đến dòng Soli. Soli thì hôm nay bên mình có hai cây. Một cây đó là Soli X1 và một cây là Soli X5. Đấy, thì cả hai cây này nó đều là bản Nhật. Đấy. RAM của nó là 6GB, bộ nhớ của nó 128GB và chip của con Soli X1 này là chip Snapdragon 855. Con máy này thì có cái màn hình của nó thì không thể chê được. Đó chính là màn hình của nó là màn 120Hz luôn các bạn nhé. Đấy, màn cực kỳ đẹp. Đúng rồi. 120Hz và độ phân giải của nó là 4K. Đây màn hình 4K các bạn nhé. Màn cực đẹp luôn. Đấy, rồi các bạn nhìn này, nhìn cái phần giao diện này đấy, đẹp lung linh huyền ảo luôn. Nhìn nó rất là sâu. Đây là một con màu đen. Ngoại hình của nó thì là một chiếc máy hàng đẹp, hàng A luôn, zin đẹp luôn, không ám, không ổ, không lưu hình. Đó, RAM cao, chip khỏe. Đấy, pin của nó là 3.500, 3.500 các bạn nhá. Đấy, camera này. Đấy, Soli. Để nói về Soli thì những cái dòng này thì áp suất của nó rất là cao. Không biết là đây là mình sao thăng bao nhiêu nhỉ? Mình cũng quên đấy. Sao thăng 7378 7378 423 thăng sao. Đấy, test này. Server info nhỉ. Dòng 2. Là mình sẽ test áp suất cho các bạn nhé. Nè, test pin này. Đấy. Test áp suất này. Được rồi. Test áp suất chỗ nào nhỉ? Ồ, con này nó lại không có chỗ test áp suất hay nào nhỉ? Đấy các bạn đợi mình chút để mình tìm nhé. Test áp suất về các bạn tìm hiểu giúp mình nhé. Máy thì máy 1 sim 1 sóng nhé, có vân tay ở đây này. Đây cảm biến vân tay ở sườn này. Đấy. Soli X1 thì bên mình đang bán cho bạn với giá của nó là 3 triệu 800 nghìn các bạn nhé. 3 triệu 800 nghìn tặng các bạn một bộ sạc. Một bộ sạc nhanh các bạn nhé. Đó, máy 1 sim và bên mình không có ốp lưng, cũng không có cường lực nhé. Đấy, có một cây thôi, một cây duy nhất, máy màu đen, hàng A, zin đẹp luôn. Đấy. Tiếp theo nữa đây là một cây máy màu xanh, nhưng cây này nó là của Soli X5. Đấy. Và Soli X5 này thì màn hình của nó là 6,1 inch các bạn nhé. Tương đối nhỏ gọn và dễ cầm, dễ sử dụng. Pin của nó là 3.200, 3.300. Màn hình trắng sáng, không ám, không ổ, không lưu hình. Ngoại hình của nó đây là một con hàng zin đẹp. Đây nó chỉ chấm một tí thôi này. Đấy, bọn này nó chỉ chấm xước đúng một chút thôi. Đấy, chấm hai chấm này. Bé như gọi là vết mũi đốt thôi. Còn lại đẹp luôn. Con này đây thì có khay sim và khay thẻ nhớ riêng biệt các bạn nhé. Đấy. RAM của nó là 6GB, bộ nhớ của nó là 64GB, màn đẹp. Con máy này thì bên mình đang bán cho các bạn với giá của nó là 3.500.000 các bạn nhé. Soli X5 3.500.000. Tặng các bạn một bộ sạc. Đấy, một bộ sạc nhanh thôi. Tiếp theo đến LG Wing. LG thì hôm nay có LG Wing và LG Velvet. Wing thì hôm nay bên mình có cả một sim lẫn hai sim. Đây là Wing 1 sim. Wing 1 sim thì ngoại hình của nó hơi xấu hơn.
Đây con này nó xước một chút ở trên đầu. Đấy. Còn lại là ok các bạn nhé. Đây này nó xước một chút thôi. Với cái dòng LG Wing này thì màn hình của nó là hay xoay, hay dùng tay đẩy, cho nên là cái chuyện va chạm rồi xước sát ở trên đầu của các cái màn hình trên này là chuyện bình thường các bạn nhé. Nhưng được cái này mặt lưng của nó đẹp này. Đấy. Viền của cái màn thứ hai nó cũng đẹp này. Đấy, mặt trước cũng đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, nó chỉ đây này. Đây chỗ này nó sẽ hơi có kiểu như gọi là xước do tay mình hay ẩn này. Đây chỗ này là cái chỗ mà hay dùng để xoay như này. Đấy. Màn hình ở trong thì là dán cái miếng dán thôi. Đây miếng dán có sẵn thôi. Chứ cũng không phải là mình dán vào đâu. Đó. Hai màn hình này là hai màn hình riêng biệt các bạn nhé. Đó. RAM của nó là 8GB, bộ nhớ của nó là 128GB các bạn nhé. Pin của nó là 4500. Nói chung màn hình này có hai màn hình, các bạn thích thao tác tác vụ gì thì tác vụ. Và camera của nó thì lại có camera thò thụt các bạn nhé. Đây là camera sau này. Đây các bạn để như này các bạn đấy, điều khiển lên xuống này. Đấy, thấy chưa? Camera này. Đấy. Đấy, ok chưa các bạn? Đấy, rất là đẹp. Và đâu để xem camera trước của nó nữa. Đấy, còn đã. Đây, camera trước là. Đấy, thấy chưa các bạn? Đây camera trước này, nhìn rất đẹp luôn này, da rẻ rất thật luôn. Con này thì nó là bản 1 SIM có hỗ trợ sóng 5G các bạn nhé. Con này 1 SIM. Đó, và bên mình đang bán con LG Wing này, một sim này giá là 4 triệu rưỡi các bạn nhé. Các bạn có thể là trải nghiệm, bởi vì đây là một con máy rất là độc đáo. Đây là một con máy rất là độc đáo, rất lạ luôn. Đấy, các bạn cầm một con máy này mình nghĩ là sẽ nhiều người nghĩ đây là một con máy hàng đắt tiền. Đấy, chứ không ai nghĩ đây là một con máy tầm khoảng 4 triệu, hơn 4 triệu các bạn nhé. Đấy, mình nghĩ một con máy như này nếu mà để ra đứng ở ngoài thì khá là nhiều người bảo đây là một con, gọi là chung là một cái chiếc máy gọi là thuộc đẳng cấp ăn chơi các bạn nhé. 4 triệu rưỡi thôi các bạn nhé. Đấy, còn hai sim thì bên mình có đây cây này. Đấy, hai sim thì bên mình có hai cây và tất cả nó đều là hàng zin đẹp 98-99%. Đây, nó chỉ xước một tí xíu thôi. Đấy, xước tí xíu thôi các bạn này. Đấy, trước không tránh khỏi, nhưng những cái này thì nó xước rất là nhẹ và ngoại hình của nó đồng đều và đẹp hơn bản một sim, đẹp hơn bản một sim rất nhiều. Đấy, cấu hình thì tất cả các chức năng của nó thì cũng như bản một sim thôi, chả khác gì cả, nhưng mà nó được cái nó con này nó có hai sim luôn. Đấy, hai sim các bạn nhá. Đó thì bên mình đang bán cho bạn giá là 5 triệu rưỡi là bản hai sim, nhưng mà bản hai sim này là những chiếc máy hàng đẹp. Đấy. Đây 5 triệu rưỡi đây. Đấy. Đây cây số 2 của đằng hai sim nhé, còn cái cây vừa rồi là cây số 1. Đấy, đấy, nó chỉ gọi là xước rất là nhẹ thôi. Đấy, xước rất là nhẹ thôi các bạn nhé. Quay này. Đấy, rất là trơn tru mượt mà, và máy bên mình bán ra vẫn bảo hành 3 tháng và bao zin toàn bộ cho các bạn. Riêng dòng LG Wing này thì vẫn chỉ tặng các bạn một bộ sạc nhanh thôi, chứ còn tai nghe thì nó lại không được tặng kèm. Đó, và giá bên mình đang bán là 5 triệu rưỡi bản 2 sim, 4 triệu rưỡi bản 1 sim. Về LG Velvet thì hôm nay bên mình vẫn còn. Đó là những chiếc máy màu xám và màu đen. RAM 8GB, bộ nhớ 128GB, pin của nó là 4200mAh. Đây là những dòng máy mà thời mới ra của nó là 14-16 triệu. Và bây giờ thì giá của bọn nó thì cũng đã rẻ rồi. Bây giờ bên mình đang bán cho bạn hàng đẹp lung linh. Giá là 3.900.000, màn đẹp không ám không ố không nêu hình. Đây các bạn. Đấy. Và được cấu hình cao luôn. RAM của nó tận 8GB, bộ nhớ tận 128GB mà. Đấy, máy màu xám đẹp chưa? Đẹp lung linh luôn các bạn nhá. Đấy, màn trắng sáng không ám ố, nhưng bọn này thì nó chỉ có một sim thôi và nó vẫn hỗ trợ sóng 5G. Đấy, bản Hàn thì RAM của nó luôn luôn là 8GB. Đấy. Còn nếu các bạn khác thì nó sẽ là bản 6GB thôi các bạn nhá. Bản Hàn là bản RAM lớn nhất. Velvet này, đây các bạn nhìn thiết kế của nó này. Đẹp
lung linh luôn, và tất cả đều là hàng A đây các bạn có thể xem. Máy rất là đều đây, tất cả toàn là hàng tuyển chọn thôi. Đây các bạn nhìn này, chân sạc cũng sạch sẽ luôn này. Đấy, kiểu máy siêu lướt luôn. Đấy. Giá là 3,9 triệu. Đấy. Có màu xám và màu đen. Đây các bạn. Xám và đen. Đấy, đẹp chưa? Con nào có để màn đều đẹp hết các bạn nhé. Màn to, pin khỏe, RAM cao. Đấy, màu xám nữa này. Đây, con màu xám này vẫn còn siêu viền luôn đấy các bạn này. Đây, con xám này vẫn còn siêu viền đây này. Đây này. Đấy. Hàng rất là chất nhá. Nói chung là cái lô Velvet này thì được, thì cái hàng này thì quá chất. Bên mình đang bán chỉ có 3,9 triệu. Tặng các bạn một bộ sạc và một bộ tai nghe các bạn nhé. Ốp lưng và miếng dán thì bên mình sẽ khi nào nhập được thì bạn nào cần có nhu cầu thì bên mình sẽ gửi cho. Còn hiện tại là đang hết sạch. Đấy, A90 5G, bên mình có một cây bán 3,5 triệu, màn đẹp, không ám, không hồ, không lưu hình. Đấy. Máy thì một sim một sóng, RAM 6GB, bộ nhớ 128GB và chạy con chip Snapdragon 855. Đấy, giá là chỉ có 3,5 triệu thôi kìa các bạn. Đấy, hàng zin phẩy. Đây nhá, phẩy nha, nó chỉ xước nhẹ thôi chứ không có cấn móp. Đây, nó chỉ xước nhẹ thôi. Đấy, xước rất nhẹ. Đấy, mặt sau cũng đẹp này. Đấy, mặt trước cũng đẹp này. Giá chỉ có là 3,5 triệu thôi các bạn nhá. 3,5 triệu. Một con máy mà nói chung pin của nó là 4500 mAh, cộng với cả con chip Snapdragon 855, mình nghĩ con này đang là cái con giá rất là rẻ, lại được mác là Samsung, một sim một sóng các bạn nhá. Tặng các bạn một ốp lưng và một bộ sạc. Đấy, một ốp lưng và một bộ sạc nhé. Cường lực nữa, cường lực dán rồi này. 3,5 triệu. Vsmart con này đây, Vsmart đây là Vsmart gì nhỉ? Vsmart Star 4 nhá, 800.000 các bạn nhá. Vsmart Star 4 này. Đấy, màn hình của nó thì phản quang là nó hơi trắng một tí chỗ này thôi các bạn nhá, bởi vì bọn này là màn phản quang mà. Đấy, màn phản quang thì có phần chỗ sáng chỗ tối là chuyện bình thường nhá. Đấy, đây là, nhưng mà không ảnh hưởng gì đến màn hình, mình vẫn bảo hành cả màn hình lẫn cảm ứng cho các bạn. Vsmart Star 4. Đấy, ngoại hình của nó thì xước sát nhá, xước sát này, nhưng mà nhìn cái vỏ con này nhìn cũng tương đối là đẹp. À, nhìn ở ngoài, nhìn trên video cũng tương đối là đẹp phải không các bạn? À, như vỏ nhựa dễ xước, có cả vân tay luôn. 800.000 có vân tay, có nhận diện khuôn mặt luôn các bạn nhá. Nếu không nhầm thì con này có cả nhận diện khuôn mặt, để mình thử xem nó có. À không, nó chỉ có vân tay thôi các bạn nhá, không có khuôn mặt đâu. Giá chỉ có 800.000 thôi. Đó, vậy là hôm nay bên mình đã review xong chiếc máy đang có tại kênh của Việt Thắng. Thì chúc các bạn có những giây phút xem video thật là thoải mái và bổ ích. Và đừng quên ủng hộ mình bằng cách like hoặc là subscribe kênh giúp bên mình nhé. Bây giờ mình xin kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.